bà cá sôm có rụp chùm riệp xua tặng ọc nì bà thay ra vốt bàn cho tờ đã bay chuôi lục dây bạ xì vò hai bàn chuộp lục dây mà nẹ tiết đè miên chú mô thà lục dây xôi tu đè miên ở dụ chất sắp bầm bay chú nắm hay miên cầu bay bà pro mối sợi bay hay mơ tê hạ bọc quạt chứ trệt bạ khôi ọc tờ hai bà cù ọc à nát à sô tự đo quạt mẹn tên hai sông bóng phôn thằng ọc nia cho tam đàn chỉ mùi nâng dương khá nhóm thằng ọc nia đại bàn cho tập tòa xạ xua nơi sai chỉ vượt bất rồi bó lục dây xuôi tui đòi ra vốt hay nâng dập hiệp có sông tam đàn tu sản á chỉ mùi nâng bụi dương khá nhóm đôi tòa tư bàn bát cho bát sông cổ rụp nâng châm riệp xua bát tất cả ông phụ mình phục mai bóng phôn bát thằng ọc nia đòi thằng này cứ khá nhóm bàn thua đầm nà nâng khá nông phụ phải thấy đi bà đảm bày phòng nôm để thả vị ca sọc rõ chân mà ai rùa nơi xa hạ rõt ảm rách bà đảm bày dọc một chuối tạ đo lục dây xì vôn bà hay nơi nông phụ nị đáy có nhóm khơi nơi lục dây mà nẹ đại quạt miền chi vập hiệp sọt sau bà đôi khi nìa bà đại quạt rùa nơi nông phụ nị đáy ông phụ mình bà hay nơi kháng đó cứ tiêu là bỏ hỏi lục dây đại riệp đằng bạ tạ hỏi bà khơi tham biên sập hiệp yên môi chùm hiên tại mà đong bà chẳng hạn khi nhóm có một số đoàn nâng số sốc tục ẩm phí chỉ vật tu nơi và chạm ngay đã bỏ lục dây thả ta lục dây miền chú mùa vây lục dây miền ở dụ phẩm màn hai bà nâng còn miền ở chi vật hiệp dạng ná nốt bà chẳng chẳng điệp xua lục dây chẳng điệp xua bà hay lục dây sốc sở bái chia tê bà sốc tục thoảng đá tê vừa chư chia bà ngày ná chư tê ngày ná chia dây mà chỉ bé lục dây ai lục dây miên chú mua vậy đây lục dây nhóm mua sôi tui chú mua ấy lục dây sôi tui lục dây này chà ai lục dây miên bạch chôn mà nó lục dây bạch phẩm bảy miên bạch chôn bạch sập phẩm bảy chú nám lục dây nữa khó khê bà chật phẩm bảy chật phẩm bảy lục dây này chà bà hai lục dây miên con trai mà này hai lục dây con bảy nè miên con bảy chà pro phẩm man sấy phẩm man khó mui sấy pi bỏ muối sợi pì hay phụ quạt miền là dụng màn ấy luôn vậy nhom về còn ở hai câu này cho màn ba hai con bỏ bỏ vậy đấy lụa tròn nơi mũi câu này nơi mũi nó nguyên lụa tròn lụa trai lụa tròn nữa ba bây giờ miền cầu gì nè lụa trai lụa tròn hay mạch đai lụa dây chỉ phía bên luôn đâu ấy quạt chuôi châm chuôi lụa dây tay cha vừa che chân chân tới đó nhưng chân tới vừa ai mà nơi cho mũi ba hay chụp ca hộp chọc và dài lục dây cũng còn là thế hộp chọc con viên chân vừa che ai hộp nhưng đang chờ ai cả bữa như là nhòa từng đây từng trường hộp bài cả ca đây ba hay lục dây liên chụp lừa bấy của ngày nữa nhóm lực chiêm phong hay ai chiết score trên một ca mỗi ai và con trai ngồi ấy cái chè mưa tư và hay đây càng cháu như thời cha ก็ราชนาอาติที่ท่านที่มานะครับมั้ยที่นาที่ 3 ที่บ้านอยู่มานะอายุบ่นะอายุประกายออดนะอยู่ประกายออดที่บ้านเล็กบ้านอตอนบ้านเหรออตอนบ้านเลยอะไรบ้านเล็กโซนซั่นเลยจําที่ที่บ้านบ้านเลย cái lục dây lục ta tận nát vậy lập dù sao mai nhôm đâm để ai tiếng mùi nắng đó cha đó bạn bài tư con về hai từ nơi chùm mùi tư ở phải chạy thư cha đua hai cha cha con ai cha
ខ្ញុំនៅយូរហើយខ្ញុំនៅយូរហើយចានេះដល់អញ្ចឹងបានន័យថានៅភូមិនេះជាសុខកំណើតរបស់លោកយាយតែម្ដងមិនមែនទេចាហើយពីដើមឡើយលោកយាយមានសុខកំណើតនៅណាដែរខ្ញុំសុខកំណើតនៅព្រែកស្នាយនោះព្រែកស្នាយនោះកុំខ្ញុំស្អាងផ្ទៃទូចណា ហើយលោកយាយចាក់ចេញពីសុខភាពមកតាំងពីឆ្នាំណាមកដែរដើមខ្ញុំផ្លេចឆ្នាំអស់ហើយវិញវ៉ាន់អស់ហើយទៅអស់ហើយហើយការពីដើមឡើយលោកយាយប្រកបរបរអ្វីដែរលោកយាយខ្ញុំពីឆ្នាំឯនោះពីដើមខ្ញុំធ្វើស្រែចម្ការហ្នឹងធ្វើស្រែចម្ការចា ហើយសុខភាពរស់នៅសុខថ្ងៃទៅតើលោកយាយជួបផលលំបាកអីខ្លះអាចលោកយាយអាចរៀបរាប់អំពីសុខទុក្ខប្រចាំបាននេះលោកយាយអំពីការរស់នៅហូបចុកហើយនឹងជំងឺនឹងកាត់អីហ្នឹងហើយសង្ឃាវិការព្យាបាលអីហ្នឹងតើយ៉ាងណាដែរលោកយាយអាចរៀបរាប់បានខ្ញុំបានព្រោះឲ្យខ្ញុំពិបាកណាស់បាក់ក្នុងខ្លួនខ្ញុំធ្វើអីក៏អត់កើតដើរទៅណាក៏ញ័រទៅទីធ្វើដៃ ហូបបាយកាន់អីក៏អត់ជាប់ដែរហូបបាយអញខ្មាស់កូនខ្មាស់ចៅគេមកឃើញតាំងអង្គុយចឹងក៏ខ្ញុំញ័រដែរយាយមានជំងឺអីខ្លះនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំពិបាកនិយាយជំងឺច្រើនមុខណាស់ត្រូវហត់ហត់ភ្លាមខ្ញុំពិបាកណាស់ ដើរក៏ពញ្ញល់ទៅទីធ្វើខោដួលហូបក៏ពិបាកហូបដៃកាន់អត់កើតកាន់ជាព្រាកើតហូបម្ដាយនឹងទៅក៏ពុបខ្លះអីខ្លះទៅពិបាកមកចាប់តើជំរានអីវ៉ាន់ក្នុងខ្លួនវ៉ាន់ក៏ឈឺពេញតែខ្លួនមិនដឹងទៅទីពឹងអីហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំពិបាកណាស់ បាទអំពុមីពុកម៉ែបងប្អូនបាទឃើញថាលោកយាយក៏បានរៀបរាប់អំពីជីវៈប្រវត្តិរបស់គាត់ហើយទាំងទុកលំបាករបស់គាត់បាទដែលគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់មានអ្វីចាស់ជរាទៅហើយបាទហើយដែលគាត់មាននៅទីពឹងហើយគាត់មានជីវភាពសត់សោយហើយណាមួយគាត់ចាស់ជរាឃើញថាដៃកាន់ឈើជ្រត់អំពុមីបាទហើយនឹងមានភាពរញ៉េរញ៉ោដោយសារតែជំងឺលោឈាមជំងឺស្ត្រូបបាទ ចឹងហើយឃើញថាក្នុងការរស់នៅគឺបាក់យ៉ាយ៉ាប់មែនតើបងបាទហើយបងតាមានជាបច្ច័យដើម្បីចង់សួរនាំគាត់បន្ថែមទៀតទេបងបាទអំពូមីងក៏បានសម្រាប់នៅការសួរនាំជីវៈប្រវត្តិលោកយាយទៅកាន់មង្គុតទៅកាន់លោកយាយហើយហើយបាទហើយក៏មានសំណួរអីសួរទៅកាន់លោកយាយអីទៀតដែរដោយសារជីវៈប្រវត្តិលោកយាយក៏លោកយាយបានរៀបរាប់ហើយនឹងសួរសុខទុក្ខគាត់បាទ ហើយឃើញថាពុកខ្ញុំបាទពុតតនឹងពុតបាទនៅតែសូរទៅដល់លោកយាយហើយផ្ទះគាត់ក្រោយខ្នងនេះគាត់នៅនេះគឺលំទៅខាងនោះហើយក៏អត់មានលទ្ធភាពធ្វើស្្វីហើយក៏គាត់ឯកូនចៅរបស់គាត់ក៏មិនមានជាអ្នកមានអីដែរគាត់ទៅផ្ទះខាងនោះគឺធ្វើតែសុភាពផ្ទះស្រៀងស្រៀងគ្នាទៅអំពូមិញភាសាគាត់ទូកនៅលើទំនប់បាទលើទំនប់បាទនៅភូមិនេះគេហៅភូមិបៃថៃសុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលស្អាងខេត្តកណ្ដាលអំពូមិញ បាទអញ្ចឹងអំពុមីងបងមុតគាត់មានថាវិការសប្បុរសជនក្នុងដៃហើយក៏គាត់ថាថាសូរទៅដល់ដូនចាស់ដែលគាត់មានជំងឺជាច្រើនមុខអញ្ចឹងហើយអំពុមីងក៏បានថាសំដាប់នៅរឿងរ៉ាវពិតលោកយាយក៏បានរៀបរាប់ហើយអំពុមីងហើយខ្ញុំបានថាសូរទៅដល់គាត់មែនតើអញ្ចឹងបងមានថាវិការសប្បុរសជនគ្រូណាដែរបងបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទក៏មានថាវិការរបស់សប្បុរសជន បាទគឺបងប្រុសចិត្តធម៌បាទគឺបងប្រុសតាំងគឹមជីវបាទគាត់រស់នៅប្រទេសកាណាដាបាទទីក្រុងតូរ៉ន្តូបាទតែគាត់ជាសប្បុរសជនម្នាក់ដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌បាទនឹងគាត់មានទឹកចិត្តមេត្តាករុណាចំពោះអ្នកក្រីក្រចាស់ជរានិងមានជីវភាពទីទ័លលំបាកយ៉ាយ៉ាប់បាទគាត់បានផ្ញើថវិកាតាមរយៈខ្ញុំបាទពុវុឌ្ឍបាទដើម្បី យកទៅជួយទៅដល់លោកអ៊ំចាស់ចាស់ជរាក៏ដូចជាអ៊ំពូមីដែលគាត់មានជីវភាពសត្វសោយនេះបាទហើយខ្ញុំក៏សូមដកថវិកាចំនួន 100,000 រៀលបាទ
chỉ thật cả là bọc bóng pro tăng cầm chiêu và chun tới lục dây bà mà nó mà phải pram đờ la lục dây nè và sau mà lục dây từ chùa vô hay lục dây miền phía bây giờ đầm bay thay làm nó côn tất cả là bóng pro tăng cầm chiêu và cầm chơi lục dây sôm chơi ban nhóm ban scotch mua tê sôm ban phơi sắc nó bay chị miền ban phải dục quen hay chưa tôi chỉ đặt đây cho xong bảo lục dây bà nhóm cần ấy ắt chưa ắt tê đã nó gặp phơi lục dây lại cao đó lục dây nhiều nhóm thật can ấy can ắt cao tăng ở ba là ta còn miền là chúng mình trâu con phụ mình là còn miền là tập kiệp bảo lục dây là nhỏ hay còn cha cho riêng là ta hơi ba anh chàng hơi cũng nhóm có số mà ở côn thật can là bảo pro chất thoa cứ gọi bảo pro tăng cầm chiêu ba đặc quạt đặc biệt là tập chất lo và quay meta karana kalang menten nhóm pro group là tập chất đào thải sợi đào bóng pro ba nâng nhóm cơ số bùn xuông từ đó là thổ xạ sét và cơ đồ chia tiêu đá cho năm bay số bật tiền pho bật tiền chơi và sợi xuôi sợi sọc sọc hẻm cột và sọc sọc hẻm lo ở dụng dụng du từ căn bóng pro nâng cung cơ sa phong ba đã chia mà chặt thải cá từ bóng pro tăng kim chiêu ba hay có số bùn xuông ở bóng pro nên con phụ sa chụp bát tiệt tại phật pho bà tiệm buôn bạc cá cứ ở dụng vấn nạn sắc khả phải lẽ còn bấy kinh thì lòi bạn bác như bà chúng ta có xôm buông xuông chụp pho từ đó ông phụ minh bằng phồn nhân được ở đại cầm pho tam nan tu sna nông nông chuyện này dùng trong bát trong ốc này ní tu liệp tu chơi sợi sụt sợi sụp em phơ 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 kia bỏ về chiếc ngay vì chừng người cai sa hào xây xây phong đài bà ban đầu tiên mình chọn này khi nhóm bà phụ vớt bác nhóm bà phụ tá xôm ốc quân nông xôm cầm kia bà lục dây nhóm liệt sơn lục dây nè bà xôm bà hai bà cha bà hai tặng nè nè bà bát nhóm bát mai cầm móc cứ móc sầm all sôm thay ẩm nó côn đo bằng pro tăng cầm siêu na bát bàn chui ôp ở thăm đo lục dây bát sôi tu chấm nuôn mà phải pram đô la để quạt miền vây chặt cho ria crom kia ta hai bà dụ chặt sập bầm bay prom trang miền chấm ngứa chụp khluôn tiệt phong bát chân nhóm bát bùm miền nơi ở vây nâng thla thla anh sập đáy nơi ca đăng nơi ôp ở ca đã côn chụp bố bong để miền tức chất chạy rầm lệch nơi sức đầy sốc này từ đó quạt đại bà mát cú ai ở nát quạt ná hay khá tôm cô chủ ria mà nụ cô chủ ria miền ở vầy tì băng tế bát bóng phôn thằng ọc nì bà bóng phôn thằng ọc nì chong chui từ đó quạt có xôm chui chạy rầm lệch nạc sai video này phong bát hay chui quam trò dù AKK share cho nó có xôm chui chạy subscribe mẹ mùi complete cho nhà cần đăng phong bát chẳng hiểm bát xôm ọc cun chiran chung phút sọp rọt chun phùm tèng chui quam trò chỉ riêng ra hốt mọc nâng vâl tlập chụp bóng phôn xa chỉ thamay nạc sai video thamay bàn tỏ tiệt bát xôm cô rộp lìa bát